Have you ever been to Japan? Tại nơi thuộc từ Pratik Japan đấy. Và lại này, bên đôi kia bằng tay mùi miền biết ever. Và chứng chùm lại của miền bì đài. Yes, I have many times. Cứ miền này thật tự chẳng đòn. No, I've never been to Japan. Và cứ ở đài từ Japan đi. Ok, chẳng nơi khốn nông biện này, dường mình chẳng ngó thế, được dùng riêng mình chẳng thà rủ biện cố, hay nâng biện bình cố vẫn còn, cho hết mấy văn kia mình pra biện còn, là dường mình này thật tự đấy rủ ấy, biện thật còn, nó cứ thật tớ tự bạch tớ mình toàn mộc bình chỉ chẳng cái pra cho mùi bỏ tí thì bày hơi cót mình toàn mộc, ta lọc mộc bình phòng tại bình này, mình này thật lọc tự hài từ hai ban từ lọc một mình và tự miên về là gì mùi dường. Ok, we use the present perfect to have been, have had, have played, lạc nâng lạc ní. Từ bế đại dương, đi chế ông bí, bế mùi, đại ca lăng nơi khăn ngôn tây tác, rồi hốt một đó, bế phá chế bọn này. Ủa thế hó, đôi chế chỉ vứt bộ cố mà nè, đôi chế này đài. Né? For example, a person's life. Have you ever been to Japan? Lọc bàn tới Japan thế. Cứ cái trong xu hồn phí, cảm phép đại cá phí, tây tạ cao. Né? Hay vì tục một đo phía bà Japan và dân thọp tới rưu mình thọp tới. Né? Have you been to France? Tên đã thọp tới bà răng thế. Wow. No, I haven't. I've been to Canada, but I haven't been to United States. Hiện nay thì nhóm thu lập từ Pretty Canada bằng tay nhóm mình bán đại tứ Pretty America xã hội America. Mary is an interesting person. She has had many different jobs and has lived in many places. Chẳng Mary chia buộc cô mình nè để cô chia bà rộng. Nên mình kết ca nghe chị tràn xem vì nè hay rù nơi nông tí tăng rực cần lành chứ chọn phong đài. I và xin mô bị biết xì số xin thì không tìm bày. That woman before that I can't remember where. Trong club chụp nè đi nốt bị môn mọc bần tác nhưng mình chăm tha nơi tì nà tì. How many times has Brazil won the World Cup? Nâng xu thật ta Brazil เนี่ยชนะเป็นรางวัล World Cup นั้นประมาณดอง How you read this book read สุเสดโดยគ្នាទាំង 3 ខ្ទង់ read អានគ្រប់គ្នាណាបាទតើអ្នកធ្លាប់អានសៀវភៅនេះទេ Yes I've read it twice ខ្ញុំធ្លាប់អានវាបាន 2 ដង ពាក្យ twice គឺស្មើពាក្យ two times បាទ Present perfect book be ever ចំណុច B គឺយើងមើលអញ្ចឹង question phong ហើយនឹងពាក្យ never ហ្នឹងក៏មានដែរសម្រាប់បង្កើតជាទម្រង់បដិសេធបាទ Has Anne ever been to Australia? Yes, once. អញ្ចឹង one មិញយើងឃើញ twice ឥឡូវយើងឃើញពាក្យ once one ប្រែថាម្ដងស្មើពាក្យ one time Have you ever played golf? Tại nơi club ban lên golf thế?
Yes, I play a lot. My sister has never traveled by plane. Okay, the book you want to ban with them that time, you know, the I was never riding, okay, ridden a horse. And it came at the top one. Chisai, name of it. Ride, ride, road, riding. Chis, chisai, chikong, is it down? Who is that man? Bro, I don't know. I don't know. Khmer at school day. I've never seen him before. Cứ khi mình đại ban chú quật thì muốn mọc tên. Chân được không chung được bí ní kinh dìm bí 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 hay nâng bí never thlop nâng mình thlop thì chân nghe sử dụng. Chúng nói mình để khi mình ban đi chê rùi mà đó hơi chúng nói bí bình nâng gòn. Cứ gòn mà bí go when gòn. I've been mà bí bí vơ vơ hay nâng bình nâng. Việc nâng cứ prai thật tử, đôi prai đôi khía, còn tại việc khâu khía trong thả. Bởi gõn, khi tràn prai cho mùi bảo tỷ bấy, nơi bê đầy dưỡng ọt khơi mà nâng nâng tỷ này. Vì prai thật tử, mình toàn tờ lọc một mình, bởi vì prai việc gõn. Tại bình, cứ tử hơi tờ lọc một mình, nâng dưỡng mùi ủ tỷ hò. Where's Bill? Nâng cái xu rộng Bill, nâng cái bảo tỷ bấy. He's away. Và away, bà nây tha mình nữ. He's where to be away, và nơi ta ở nơi thế, còn mình nơi, he's gone to Spain. Có tới bởi tế ấy, Spain. Nà, chẳng kì ai nghĩ ta, Bill has gone to Spain. He is in Spain now. Và như bí sản phiếp đại kì của bông xu ní, và nơi ta, còn nơi bởi tế ấy, Spain. Tại dù mùa mưa, bí sắp đá cao, 2 weeks later. Nà, hello Bill, lớp Bill có tờ lọc một quý nhé. Hi, I've been on holiday. Cật rạp kê ta á, nhầm từ bà viết mạng cao. I've been to Spain, cư khi nhầm bàn tới bà tế Spain. Chẳng kì ai bùa ra bùa dài thà, rì kì bùa nê thà, Belle has been to Spain. Hết đấy bàn kì chụp ra bìa con, để xa biếu cật bàn tờ lọc móc quỳnh hời. He went to Spain, but now he is back. Cái chồng gì? Vì muốn cật tới, ta lấy cật. Lọc một mình. Chúng nó trong cao kì ao dương bí thịp ở vầy tới kì ao dương bí thịp bí dục hàng cao nế. I can't find Susan. Nhưng mình cái chồng dây thật nhưng mình ai rút Susan khởi như thế. Where has she gone? Thì nâng cứ dương ọt khởi niềng rút dương su chân ta quật bàn tờ nà niềng tờ nà. Xong mà where is she now? Sự thật ta nên nơi nào lớn nâng. Oh, hello Susan. Bên nốt sắp Susan tự lọc một vĩnh. Cứ dừng khờ như kìa. Chẳng dừng ai như thế. Hello Susan. I was looking for you. Nhưng bạn có bông rụng nè. Anh ấy dừng riêng rồi hỏi cứ Pa continue tense. Where have you been? Né? Với khờ như kìa tự lọc một vĩnh. Tớp cái pra present perfect. Where have you been? Mình ấy thật. Cảm thấy có rốt rốt khơi như thế. Chẳng kì, bị lọt khơi mà nữ. Nhưng ra, where has she gone? Vẫn tay được bị tự lọc một vĩnh. Nhưng ai tôn mục nền dây khi bán. Tớp kì ra, where have you been? Đã phụ thật tới hai một vĩnh. Anh ấy, bà này thật tới bạch bà đại ở toàn khơi. Và chẳng chúm nói khâu khí như viên bì. Gone hay đừng bình năng cư miên chúm nói bà bản năng. Nhưng ở khí ai. Mưa bằng thái tiệt nhé. Chúng bây giờ mình bán quạt bài tế bằng tay xung khlê khlê bằng này cũng ở video Việt Nam phênh bình nhé. Phênh bình và xin mình chụm ngọt lấy ai comment hay xin khám năng để từng ọc nhìn nâng share từ tam Facebook của bọn này từng ọc nhìn trên video YouTube để khiêm bán vừa hãy bắt chỗ được nông YouTube hãy bắt chỗ được nông group xung rạp của chướng. Hãy cảm thấy chuyện mơ tới nơi trong YouTube rồi chuyện cho xe tới trên tờ tam Facebook nơi tầng học hay phong. Tại vì bạn nơi tầng nợ xem tiết ai đăng và xong bị chọc tới phần nắng xong một con.